Xin chào các em. Chào mừng các em đến với sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12. Ở trong tập 1 mình sẽ có 5 bài học và 2 bài ôn tập. Hôm nay mình sẽ đến với Unit 1 Life Stories. Mình có stories là những câu chuyện và life là cuộc sống. Life Stories là những câu chuyện về cuộc sống. Bài học đầu tiên các em sẽ lắng nghe đoạn hội thoại giữa Hùng và Quang để xem hai bạn nói về gì đấy nhé. The person I admire là người mà tôi ngưỡng mộ. Các em lắng nghe đoạn hội thoại nhé. The topic for tomorrow's presentation is really interesting. Have you decided who to talk about, Quang? Not yet. I'm still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Jackson. I admire them both. But who's had a greater impact on you? I'm not sure. Steve Jobs' work stimulates my creativity and innovation, while Michael Jackson's music inspired me to learn to play a musical instrument. What do you think? Well, both of them were very talented and influential, but I prefer Steve Jobs. I think Michael Jackson was a great dancer, but not an excellent singer. In his later years, his singing voice became weak and thin, and wasn't as good as before. I see. What about you? Who are you going to talk about? Christine Hà. You mean the lady who won the US MasterChef trophy in 2012? That's right. I know your dream is to become a famous chef. Is that why you want to talk about her? Yes. What's more, Christine is a blind chef and a gifted writer. She's very talented and determined. It was absolutely amazing to watch her use all the kitchen tools and prepare the dishes. I agree. I remember how excited I felt when Christine was creating those great-looking dishes, and even anxious when the judges were tasting them. By the way, do you know where she was born? In Vietnam or the US? In California, but she was inspired by memories of her mum's cooking. It seems you know quite a lot about her. Good luck with your presentation tomorrow. The same to you. Ok, các em vừa lắng nghe đoạn hội thoại, bây giờ cô sẽ dịch qua lại ý của bài nhé. The person I admire, người mà tôi ngưỡng mộ. Cái buổi thuyết trình ngày mai, cái chủ đề của thuyết trình ngày mai thì thật là thú vị. Bạn đã quyết định là sẽ nói về ai chưa? Nghĩa là hai bạn này sẽ có một cái buổi thuyết trình nói về cái người mà mình ngưỡng mộ. Tớ vẫn chưa, và tớ đang băn khoăn giữa hai người nổi tiếng, đó là Steve Jobs và Michael Jackson. Tớ ngưỡng mộ cả hai người, nhưng mà ai có cái ảnh hưởng lớn hơn đối với bạn? Tớ thì chưa chắc. Cái công việc của Steve Jobs thì kích thích cái sự sáng tạo và đổi mới của tớ, trong khi là cái âm nhạc của Michael Jackson thì làm động lực cho tớ để chơi các môn nhạc cụ. Bạn nghĩ như thế nào? Thì cả hai người đều rất là tài năng và có ảnh hưởng, nhưng mà tớ lại thích Steve Jobs hơn. Tớ nghĩ rằng Michael Jackson thì là một người khiêu vũ nhảy rất là giỏi, nhưng mà lại không phải là một ca sĩ xuất sắc. Và những năm sau này thì cái giọng hát của anh ấy trở nên bị yếu đi và nhẹ hơn, và không được tốt như ngày trước. Tôi thấy được điều đấy này. Vậy còn bạn thì sao? Bạn sẽ nói về ai đây? Christine Hà, cái người mà chiến thắng trong cái cuộc thi US MasterChef vào năm 2012. Đúng rồi. Tôi biết rằng ước mơ của bạn là trở thành một cái người đầu bếp nổi tiếng, vì vậy đó là lý do tại sao bạn nói về cô ấy. Đúng rồi, một cái điều nữa là Christine thì là một cái đầu bếp bị mù này, và là một nhà văn rất là tài năng này. Cô ấy rất là tài năng và có tầm ảnh hưởng này. Tôi thực sự là bị cảm thấy rất là ngạc nhiên, bất ngờ khi mà xem cô ấy sử dụng những cái dụng cụ bếp và chuẩn bị bữa ăn. Tớ đồng ý này. Tớ đã nhớ rằng tớ đã thực sự hào hứng khi mà khi mà cô Christine này tạo ra những cái món ăn ngon như vậy. Thậm chí là thực sự là tò mò khi mà ban giám khảo thử những món ăn ấy. Vậy thì cô ấy sinh ra ở đâu, ở Việt Nam hay là Mỹ? À, sinh ra ở California. Và cô ấy bị ảnh hưởng bởi những cái ký ức về món ăn của mẹ cô ấy. Và có vẻ rằng như bạn biết khá nhiều về cô ấy đúng không? Vậy chúc bạn may mắn trong cái bài thuyết trình ngày mai nhé. Đó là đại ý qua về cái nội dung của bài. Bây giờ mình sẽ có cái phần bài tập sau đây. Đầu tiên là bài tập True, False and Not Given. True là đúng này, false là sai, not given là không được đưa ra. Quang can decide, không thể xác định được người mà anh ấy sẽ nói về trong ngày mai, đúng không? Yes, đúng rồi. Bởi vì là sao? Anh ấy băn khoăn giữa hai người và chưa biết nói về ai. Tiếp nào, Quang muốn trở thành nổi tiếng như là Steve Jobs hay là Michael Jackson, có được đề cập đến không? Không, các em hay bị nhầm giữa false và not given. False có nghĩa là có nhắc đến nhưng mà thông tin bị sai, còn not given là không hề nhắc đến cái thông tin như vậy. 3 này, Hùng thích cái âm nhạc của Michael Jackson đúng không? No, đúng không? He was the great dancer, đúng không? But not the excellent singer. Rồi, Hùng học cách chơi nhạc cụ bởi vì anh ấy bị ảnh hưởng bởi những bài bởi âm nhạc của Michael Jackson, có phải không? Không, cô nói đến việc là anh ấy bị ảnh hưởng bởi âm nhạc của Michael Jackson không? Không, đúng không? Quang và Hùng đều ngưỡng mộ Christine Hà, đúng rồi. Rồi, các em check đáp án nhé, và mình sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Rồi, bây giờ câu hỏi là if you were Quang, nếu bạn là Quang thì bạn sẽ chọn Steve Jobs hay là Michael Jackson, và lý do tại sao. Tiếp, bây giờ mình sẽ bài này mình sẽ tìm những từ ở trong đoạn hội thoại mà có same sounds, có nghĩa là từ đồng âm mà phát âm giống như vậy. Rồi, ví dụ như mình có từ to thì có từ gì giống với từ to, phát âm giống với từ to nhỉ? Ở trong bài nhé. Là số 2 đấy. To này. Tiếp nào, I. Từ nào mà mình cũng đọc là I. Đúng rồi, I. Tiếp nào, C. Mình có từ C. One. One là từ chiến thắng đấy. Còn no, mình có từ này. Tiếp nào. Rồi, mình đọc lại đoạn hội thoại và mình có câu này. Xem người ta chia động từ như nào nè. I remember how excited I felt trong quá khứ when Christine was creating. Đúng không? Đó, một bên sẽ là thì quá khứ đơn, một bên sẽ là thì quá khứ tiếp diễn. Rồi, ở mỗi bài học thì các em cần phải nhớ những cái từ vựng quan trọng. Ngoài những từ vựng này ra thì mình cũng cần nhớ một số từ vựng khác. Tuy nhiên là đây là những từ rất là cơ bản, tiêu biểu. Mình cần phải nhớ, ghi nhớ, học thuộc và nhớ cả nghĩa tiếng Anh và tiếng Việt nhé. Rồi ở đây mình có từ đầu tiên này. Gifted, having natural ability to do something well. Nghĩa là tài năng mà có cái khả năng tự nhiên làm tốt một cái điều gì đó. Mình gọi là tài năng, từ nào đây mang nghĩa là tài năng? Talented là tài năng. Số 2 này, very successful and admired by other people. Rất là thành công và được ngưỡng mộ bởi mọi người. Thì mình có từ distinguished, thêm ed là tính từ nhé. Có nghĩa là rất là tài năng và được ngưỡng mộ. Câu số 3 là regarded by society as acceptable, proper and correct. Rồi tiếp number 3 nè. Mình có regarded by society as acceptable, proper and correct. Regarded là được chấp nhận bởi xã hội, giống như là một cái điều mà đúng đắn này, tốt đẹp này. thì mình có từ gì? Respectable, được coi trọng, được tôn trọng. For này, kindness or willingness to give, rất là sẵn lòng, sẵn sàng để cho người khác ấy, thì mình gọi là generosity, có nghĩa là hào phóng. Number cuối cùng này, something that has been obtained by hard work, ability or effort, cái điều gì đó mà khi mà có được bởi cái sự chăm chỉ này, khả năng hay là sự nỗ lực thì mình có từ achievement là thành quả. Rồi chuyển sang tiếp theo nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng các từ vừa học để hoàn thành bài tập dưới đây nhé. Đầu tiên này, Alexander Yersin, người mà có một sự nghiệp như thế nào đó về y học này, đã cống hiến cuộc đời anh ấy cho người nghèo và người bệnh ở Việt Nam. Thành công đúng không nào? Distinguished, thành công, sự nghiệp khá là thành công về y học. Tiếp là hardworking and, học sinh mà chăm chỉ mà như thế nào đó thì nên được đưa nhiều cơ hội hơn để phát triển kỹ năng của họ, tài năng đúng không nào? Học sinh mà chăm chỉ và tài năng. Rồi, the new album is one of the greatest. It sold 50,000 copies just in the first week. Cái album mới thì một trong những cái gì nhất mà bán được 57 copy chỉ sau tuần đầu tiên. Cái gì nhất? Thành quả, thành quả, thành công đúng không? Achievements. Cái album mới thì một trong những cái thành quả tuyệt vời nhất đúng không nào? Tiếp nào. After my father got well paid job in an international company, we moved to a neighborhood. Sau khi mà bố của tôi có được một công việc lương cao ở một công ty nước ngoài này, sau đó chúng tôi đã chuyển đến một vùng như thế nào được đánh giá là cao hơn, tốt hơn, đẹp hơn đúng không? Mình có từ respectable. Đừng cho phép, don't allow other people to take advantage of your. You should learn to give wisely. Đừng cho phép người khác, take advantage of là lợi dụng vào cái gì đó của bạn, mà bạn phải học cách mà cho đi một cách thông minh. Đừng để người khác lợi dụng cái sự hào phóng của bạn. Để làm được các bài tập như thế này thì em cần phải có từ vựng là vô cùng quan trọng. Em cần phải hiểu từ vựng thì mình có thể chọn được đáp án đúng. Vì vậy là các em cố gắng học nhiều từ vựng, càng nhiều vào từ vựng các em có được thì trong các bài thi các em càng chủ động hơn. Rồi pronunciation là phần rất là đơn giản, mình sẽ nghe và chọn một trong hai đáp án. Cái từ mà giống như ở trong mẫu đây, to và to. Giờ các em nghe và cô sẽ check luôn nhé. One. A. My English class is at 2 o'clock. B. It's never too late to learn another language. 2. A. His father is a guitarist, but he wasn't allowed to play any musical instruments until he was 15. B. Please read the letter aloud to us. 3. A. You can write your life story and post it on this website. B. I hope we're doing the right thing. 4. J.K. Rowling's new novel will come out next month. B. I knew where he was hiding, but I didn't know why he was wanted. 5. A. Beethoven composed some of his finest works here in this house. B. Did you hear the latest news about Steven Spielberg's film? 6. A. She has been involved in many community projects. B. Jan has just posted his latest bean soup recipe on the internet. You should try it out. Ok, các em vừa hoàn thành bài nghe này, rất là dễ đúng không nào? Rồi, ok. Video đầu tiên mình sẽ tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Mình sẽ tiếp tục vào Unit 1. Các em nhớ ôn tập từ vựng. Bye bye.